Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình bày ra đây rất là nhiều cái dạng lọc khác nhau nó còn nữa, nhưng mà mình chỉ làm những cái loại này thôi để các bạn biết là cái chức năng công năng của từng loại lọc khác nhau, và chúng ta hiểu được cái bản chất của cái lọc là gì. Người ta nói một câu là mua lầm chứ bán không có lầm, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là một số người mua là đi bày cho mình là nên bán cho tôi cái loại kia kia này này nọ nọ, nhưng mà bản chất người ta không có hiểu là họ đang mua cái gì và tại sao họ mua cái đó. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn cho bà con bên ngành tưới muốn thiết kế, muốn làm cho mình một cái hệ thống tưới thật là chuẩn, thật là hoạt động thật là tốt, thì phải dựa vào cái mô hình như thế này để mà chúng ta làm thật tốt. Thì đầu tiên tôi xin được muốn giới thiệu với các bạn làm lọc. Thì các bài trước tôi đã có nói về cái vấn đề về các cái loại đĩa lọc khác nhau. Thì ở đây thì trên cái này thì nó có hai cái loại đĩa lọc khác nhau và có một cái loại lọc màng. Nhưng cái vấn đề hôm nay tôi muốn nói không phải là về vấn đề về các loại đĩa khác nhau, tại vì các loại đĩa khác nhau tôi đã nói rồi, mà tôi muốn nói là về diện tích bề mặt lọc ha. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem làm các cái loại lọc khác nhau ha. Ok, trước mặt tôi đây là lát nữa tôi sẽ lấy thêm nhiều cái loại khác nhau nữa. Mở mở ra giùm anh cái. Bây giờ tôi sẽ làm một cái công việc như thế này để các bạn hình dung. Thì trước đây mọi người vẫn cứ nghĩ là cái bên ngoài, nhưng bây giờ tôi muốn cho các bạn biết là cái bên trong mới là quan trọng. Người ta gọi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Lấy cho anh cái thước giùm mấy đứa ơi. Hả? Thước. Cái thước ấy á.
Như vậy là trên tay tôi đang có một cái tờ giấy đại diện cho diện tích bề mặt của cái lõi lọc này ha. Các bạn thấy là nó ha, nó như thế này này. Đây. Khi nó giáp mí như thế này, khi nó giáp mí như thế này thì nó tạo thành một cái vùng khép kín ha, diện tích là cái bề mặt của cái này. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp là những cái lõi lọc khác ha.
Như vậy là tôi đã được ba cái loại khác nhau ha, đại diện cho ba loại đây. Thực ra nó cái loại màu xanh này ấy, thì nó sẽ còn một cái dài hơn nữa, nhưng mà hiện tại tôi chưa có lấy ra đây thì nó cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà cái độ dài của nó sẽ dài hơn. Gọi là ở đây là ba tầng thì nó có thêm một tầng nữa, một tầng nữa thì chúng ta cộng thêm thôi, nó sẽ dài hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy cái độ tương quan của nó là ba cái loại nó khác nhau, nó nằm ở đây. Đây là cái thứ nhất là cái nhỏ này ha. Cái thứ hai là cái lớn này. Cái thứ ba là cái lớn nhất. Thì bây giờ tôi sẽ quay ra cho các bạn xem. Thì các bạn biết là cái điều quan trọng nhất vẫn là cái diện tích bề mặt của từng cái đĩa lọc, từng cái loại đĩa lọc, chứ không phải là cái thân họ nó to hay là nó nhỏ ha. Thì lát nữa, tôi sẽ bỏ các cái thân của nó cho các bạn xem để biết là nó to hay nó nhỏ. Thì bây giờ tôi sẽ làm cái công việc là lấy cái thước đo cái diện tích của bề mặt của cái loại lọc này.
Sau khi tiến hành đo đạc và nhân ra cái diện tích thì chúng ta thấy rằng là đối với cái lọc xanh này á thì cái tổng diện tích nó là 1.587 cm vuông. Cái lọc giữa này á thì nó là 1.204 cm vuông. Còn cái lọc nhỏ kia là 759,5 cm vuông. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái độ tương quan của nó là rõ ràng là cái lọc xanh này với lọc này thì nó gấp nhau không không bao nhiêu hết, có nghĩa là 1.5 với lại 1.2 thì nó sẽ là khoảng tầm chia cho 300 thì nó khoảng tầm 4 lần 4 16 là 3 phần 4 ha. Một cái là 1.2, cái là 1.6 thì là 3 phần 4, có nghĩa rằng là cái này hơn cái thằng này 1 phần 4 lần. Thì thấy rằng rõ ràng là cái lọc, bây giờ tôi sẽ đưa cái thân lọc lại cho các bạn xem. Đây thì ở đây là cái ba cái loại khác nhau, thì đầu tiên là cái này rất là to ha. Còn cái loại này đây ống 90 luôn ha các bạn, và đây là ống 60. Thực ra cái này cũng có cái ống 90 nhưng mà tôi đang còn làm cái loại 60 thôi. Và ở đây là cái loại nhỏ hơn là 759, thì bây giờ chúng ta cho nó khoảng tầm 800 đi, thì thằng này nó lớn hơn thằng này cũng chỉ lớn hơn khoảng một phần, nó lớn hơn gấp rưỡi, hơn gấp rưỡi một tí xíu. Tại vì sao 1.200 thì nó bằng là 800 nhân cho 1,5 lần khoảng tầm đấy. Vậy thì cái giá thành, khi mà chúng ta biết cái giá thành này nó rất là cao, giá thành này ở đây là cao hơn 1 phần 4 lần cái này, nhưng mà giá thành nó sẽ cao hơn gấp đôi luôn. Đấy. Cao hơn gấp đôi luôn. Thì thực ra khi mà bán cho người dân thì tôi vẫn muốn là bán cái loại này chứ không muốn bán cái loại này, thì mặc dù là bán cái loại này là sẽ có cái khoản lợi nhuận nhiều hơn, tại vì chúng ta tính là tỷ suất lợi nhuận trên sản phẩm là bằng nhau thì giá thành cao hơn thì lợi nhuận nó sẽ cao hơn. Nhưng mà tôi muốn chúng tôi là kênh giải pháp nông nghiệp tối ưu, cho nên chúng tôi muốn phân tích cho bà con biết rằng là ở đây chúng ta hãy nhìn vào thực tế, nhìn vào cái ruột của nó, chứ đừng có bao giờ nhìn vào cái bề ngoài tưởng rằng nó to như thế, nhưng mà thực sự thì khi chúng ta biết rằng là với cái diện tích kia 1 2 3 ha, thì khả năng chúng ta biết là nó sẽ bám cái bề mặt trên cái bắn cái bẩn trên cái bề mặt, thì đương nhiên cái bề mặt nào càng lớn thì khả năng bám bẩn càng lâu. Về cái lọc chúng ta chỉ nên xét cái khía cạnh đó thôi, là có nghĩa là cái khía cạnh làm khả năng bám bẩn càng lâu càng tốt. Còn cái ống vào và ống ra nó chẳng quan trọng gì đâu các bạn ạ. Tôi cam đoan với các bạn là nó không quan trọng một tí nào khi các bạn sử dụng cái bơm 60, ống 60 mà các bạn đi gắn vào cái ren 90, cái đầu vào đầu ra 90 chả có một cái tác dụng gì hết, tại vì bản thân lưu lượng của các bạn, máy bơm của các bạn đi khoảng tầm ống 60 khoảng tầm 25 khối trên giờ, mà ống 90 khoảng 40 khối trên giờ mà các bạn gắn vào thì chẳng có một cái tác dụng gì cả. Thì tôi làm video clip này để các bạn hiểu là các bạn đang sai.
Sai ở điểm là chúng ta cứ tưởng là to là tốt nhưng mà thực ra nó không tốt. Như cái lọc kia là AK kia là 880.000 ha. Còn cái lọc đen kia là tới 2 triệu tôi nhớ không 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 rõ lắm, hình như là 2 triệu 250. Đấy. Thì với cái lọc là 2 triệu 250.000 thì nó hơn gấp đôi lần cái lọc là 880.000, nhưng mà rõ ràng là đây chúng ta thấy rằng là cái thân lõi ở bên trong nó cũng chẳng to hơn là bao nhiêu. Nhìn thì nó to hơn thật đấy, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đo diện tích ra thì chúng ta mới thấy rằng là một cái là 1204 cm, một cái là 1587 cm. Điều đó mới là điều chúng ta cần, chứ cho chúng ta cứ nhìn vào bề ngoài mà không biết rằng là ở bên trong là nó có cái gì ha. Tôi cũng nói luôn các bạn là cái lọc ở giữa kia chúng tôi vẫn có cái hàng là 90, ống 90, nhưng mà tôi chả hiểu các bạn là mua cái ống 90 về xong rồi gắn cái nối giảm 90 xuống 60 để làm gì, nó không có một cái tác dụng gì hết đúng không ạ. Thì mong rằng là cái video này sau á, thì tôi sẽ nhận được những cái cuộc điện thoại mà gọi điện thì không còn hỏi là có lọc 90 hay không, khi mà bơm của mình là bơm 60. Chúng ta hãy đặt cái tư tưởng vào là kiến thức là quan trọng nhất, chứ đừng có để chúng ta mất đi kiến thức, mà không có kiến thức mà chúng ta lại lựa chọn nó không đúng. Vậy thì tôi mới đưa ra cái phân tích mới tới đó à, chưa 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 đi tới đâu hết. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần một cái thứ nữa, đó chính là cái bộ lọc của chúng ta cần phải ráp theo dạng song song như thế kia ha. Đây là cái bộ lọc song song, thì ở đây chỉ là cái mô hình thôi nhé các bạn. Thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là hai cái lọc y này sẽ là 2400 cm vuông, 2400 cm vuông, mà cái này là có 1587 thôi, thì nó sẽ hơn khoảng 800 cm vuông. Vậy thì hai cái 888 cộng lại là nó sẽ là khoảng tầm 1.760.000. 1.760.000 thì vẫn rẻ hơn 2.250.000 nhau các bạn. Thì rõ ràng rằng là các bạn đang mua lầm ở các đơn vị cung cấp khác, họ họ không có đủ cái kiến thức để giới thiệu cho các bạn, để hướng dẫn cho các bạn là cái lọc phải nên như thế nào. Thực ra thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là cái lắp ráp cái hệ thống xả ngược ha. Thì ở đây là cái hệ thống xả ngược của hệ thống lọc này. Thì các bạn thấy là ở đây là cái mô hình nhỏ thôi chứ không phải là mô hình lớn ha các bạn, mô hình nhỏ. Thì chúng ta thấy rằng là với cái lọc mà to đùng như thế này là 1587 cm vuông á, thì chúng ta đưa cái này vào trong cái mô hình này á, thì chúng ta cũng lắp vào thôi ba cái ví dụ như vậy, hoặc là hai cái. Thì tôi khuyến cáo các bạn là lắp cái càng to thì càng dở, nó có một cái lý do như thế này. Nếu tôi lắp nhỏ thì có nhiều tiền hơn, có cùng một lượng tiền như vậy tôi có thể lắp được nhiều cái hơn, nhưng mà khi mà các bạn lắp cái lớn á thì các bạn sẽ bị là chừng đó tiền thôi, nên các bạn không thể lắp nhiều cái mà các bạn sẽ lắp ít cái, mà lắp ít cái thì nó sẽ nảy sinh ra cái tình trạng là cái bề mặt của các bạn á là nó to, thì cái dòng nước nó to nó đi qua cái vùng như vậy á, thì các bạn vận hành cái chu trình mà xả ngược á, thì ví dụ như tôi lấy hai cái lọc này này đi vòng qua để rửa cái lọc này đi vòng ra ha, vòng ra ngoài. Cái này nó có một cái video khác giới thiệu về cái chu trình xả ngược này rồi, nhưng mà các bạn có thể tìm xem trên kênh YouTube của tôi.
Mà tôi muốn nói vấn đề ở đây là với cái loại lọc mà càng nhỏ như thế kia ha, như nhỏ thì như thế này, mà chúng ta lắp cái gì như 10 cái, 10 cái thì tôi ví dụ như một cái 100 cm, 10 cái thì cũng được 1000 cm, nhưng mà cái kia thì cũng cũng là 1000 cm chẳng hạn, thì hai cái chức năng nó tương đương nhau, nó cũng lọc như nhau, nhưng khả năng xả lọc ngược của nó sẽ cao hơn. Lý do rất đơn giản là nó sẽ lấy chín cái kia là được 900 cm vuông, nó xử lý, nó rửa cho 100 cm vuông còn lại. Còn nếu các bạn ráp hai cái mỗi cái 500 cm vuông, đại diện là ví dụ như cái này là 500 đi, thì hai cái 500 cm vuông thì nó sẽ lấy cái dòng nước 500 cm vuông để rửa cho 500 cm vuông còn lại, thì nó sẽ không bao giờ nó sạch bằng là lấy 9 cái 900 cm vuông rửa cho một cái 100 cm vuông ha. Thì đó là các bạn hãy hình dung rằng là các bạn chọn đúng hay sai cái mô hình, và đây là chính là cái mô hình xả ngược và châm phân được luôn ha. Đây có cái bầu châm phân ở đây, thì các bạn xem các cái video khác ở trên cái vấn đề về châm phân cho hệ thống tưới. Hệ thống châm phân này thì không không hề mất áp, các bạn có thể sử dụng phân khô, phân nước đều được ha, không phải tiếp xúc hóa chất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.